Nhân dịp Tết Trung thu năm 2024, chiều ngày 17 tháng 9, đoàn công tác của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình phối hợp với các xã Tình Thương Mỹ Đức, Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc và các nhà hảo tâm đã đến thăm hỏi và tặng quà cho các cháu thiếu niên nhi đồng tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Thanh Hối, trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở trung học phổ thông huyện Tân Lạc và trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên huyện Tân Lạc. Tại các nhà trường, các đồng chí Lê Hồng Mạnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Tình Thương Mỹ Đức Hà Nội, đồng chí Bùi Thị Thương, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Lạc và lãnh đạo các phòng, ban của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, học tập, vui chơi của các cháu thiếu niên nhi đồng cũng như điều kiện dạy và học của nhà trường. Nhân dịp này, đoàn đã tặng trên 30 suất quà Trung thu, mỗi suất 300.000 đồng cho các cháu thiếu niên nhi đồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em mồ côi, trẻ em bị bệnh hiểm nghèo. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của các cấp, ngành, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tạo điều kiện để mọi trẻ em được đón Tết Trung thu ấm áp, đồng thời góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, địa phương và toàn xã hội trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.